Có khi nào mình phải đứng tinh tánh mấy cái trái này trên đầu không? Lỡ nó rớt trúng đầu sao? Hả? Không, nó không rớt thành nguyên, bởi vì này nó mới có 8 tuổi, 8 tuổi rưỡi thôi. À vậy đó ha. Tầm 10 tuổi rồi, nó chín cây nó mới rớt. À vậy đó ha. Nó chín cây nó rớt là nó nhả ngang cái đĩa này là thành nguyên. À. Nè, nó có đĩa này nó nhả ngang là nó rớt rồi nha. Còn cái này là mình khách hàng người ta đặt mình cái độ tuổi thì ở đây là các từ 8 tuổi trở lên, đó là chụp vậy đó. Ờ chụp vậy đó hả? Ôi giời. Có khi nào chụp nhầm trúng đầu không em? Không hả? Trời ơi, cái này mà trúng đầu chắc u đầu chứ. Nhỏ với lớn hồi nãy anh ăn cái nào ngon hơn? Cái nãy cái lớn cũng vậy hả? Thật sự á, có một số thứ á, nhỏ thì nó mới ngon, bự quá nó không ngon. Như trái này nè quý vị, bé bé thôi nhưng mà nó ngon. Có nhiều cái nó bự quá không ngon. To quá đúng không? Nó to quá. Đây nè quý vị, đầu riêng cô Tiên nha. Nói chung là tụi em thích đi review vườn cái trái cây lắm quý vị. Không phải về ăn đâu, tụi em mập rồi, nhưng mà không phải về ăn đâu, cho ăn muối ơi. Nhưng mà không phải về ăn đâu quý vị. Không phải về ăn đâu. Đi review vườn trái cây không phải về ăn đâu, tụi em mập lắm rồi. Nhưng mà ha, nếm thử thôi. Nói như Điền Nguyễn nói đó quý vị. Mình không phải ham ăn uống đâu. Đúng rồi. Chỉ quan trọng 3 miếng đúng một thôi quý vị. Rồi. Để em cầm nha. Cầm luôn được không? Cầm được. Đấy. Rồi. Ghê luôn vậy đó. Cái này là tiên là ngoài cái sầu riêng không có cái gì khác ngoài cái sầu riêng hết. Sầu riêng này gọi là giống gì chị? Chuồng bò. Sao lại chuồng bò? Tại vì xuất xứ trái đầu tiên của nó mọc ngay cái chuồng bò, ngon quá người ta mới đặt cái gì đặt sầu riêng chuồng bò. Sầu vậy riêng là đa dạng lắm. Vậy là nó lấy chất của con bò. Cho nên mới gọi là sầu riêng chuồng bò quý vị. Hello quý vị, Thái Nguyên mến chào tất cả quý thân mến. Ngày hôm nay thì Thái Nguyên đang có mặt tại tỉnh Tiền Giang, đến đây để cùng với chị Thủy Tiên vào thăm cũng như là hái sầu riêng từ trên cây xuống nha quý vị nha. Đấy, thì ngày hôm nay thì có một cái ekip là quay quảng cáo để mà thời gian sắp tới đây chị sẽ chạy quảng cáo trên kênh của Thái Nguyên đó quý vị. Thì là Thành Nguyên và chị Tiên cũng có một cái hợp đồng để mà quảng bá những cái sản phẩm của chị. Thì Thành Nguyên cũng rất là tò mò để mà biết được rằng là cái nguồn vào những cái trái sầu riêng mà chị xuất khẩu ra nước ngoài nó sạch ra làm sao. Thì hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại vườn đấy quý vị, đang có mặt tại vườn đây. Và Thành Nguyên sẽ quay tường tận chi tiết cái khâu mà người ta hái trái cây đi xuống rồi đi về kho rồi ra thành phẩm nó như thế nào ha quý vị ha. Đây hiện tại thì Thành Nguyên đang thấy nhân công đang đẩy một cái chiếc xe rùa rất là lớn những trái sầu riêng ra đây này quý vị. Đó. Đây. Đó, quý vị thấy không ạ? Vâng, đó quý vị thấy chưa ạ? Rồi bây giờ thì để tường tận hơn, chi tiết hơn thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào thăm vườn nha quý vị nha. Mời quý vị. Rồi đây kính thưa quý vị thân mến, bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đây mời quý vị. Được xong đi đại đi nghe kỳ chị. Cái khu vườn này lúc nãy chị Tiên nói là khoảng 7 công hả chị? Ừ. Ở trong thì nhiều, ở trong khoảng 7 là đang khu vườn. À, là mình phải đi sâu vào trong nữa hả? Đang đi rồi. Đó, à. Thì mình muốn vô vườn là mình phải đi qua mấy cái đường nhỏ vậy nè. À. Mới vô được trong vườn. Đúng rồi. Bởi cái hồi cắt nó cực lắm, nó phải đẩy xe rùa đó nó ra từ từ á. Ừ. Đây, không có gì ngoài cây sổ riêng quý vị. Đúng rồi. Nên là... đây là chủ lực luôn ha, cái vườn này chủ là lực. Chủ lực luôn ha. Nói chung ở đây là mình dân ở đây là chủ lực là nền kinh tế chính ở đây là cái sầu riêng đó. Lý do là nó xanh xanh như thế này là mình trồng để mình không có sử dụng hóa chất thuốc trên cây á. Mình phun vôi để mình sát rầy sát khuẩn rồi trên cây trên lá để vôi đó hả? Tốt vôi á. Tân trắng này là đó. Vôi đó ha. Rồi đó. Thay vì mình dùng thuốc mình phun thuốc trừ sâu nhưng mình không dùng thuốc ha, mình rồi. Dùng vôi để mình trừ rầy rồi sâu này kia nọ đó. Rồi, rồi.
để mình nuôi cây cho nó khỏe, rồi khi nó mang trái nó mang tới cái năng suất cho mình nó tốt. Ừ. Mà trái mình nó nói chung là sạch mà. Ừ. Nguồn sầu riêng sạch. À, ngày hôm nay thì có một ekip đến đây để quay một cái chương trình quảng cáo nha quý vị nhé. Quảng cáo thì thời gian tới sẽ chị sẽ chạy quảng cáo trên kênh của Thành Nguyên. Cho nên là ngày hôm nay thì Thành Nguyên có dịp đi về vườn của chị thì Thành Nguyên cũng cập nhật những cái thông tin như thế này để đưa lên cho quý vị xem. Để quý vị biết rằng là từ cái nơi mà hái xuống cho đến cái khi mà ra thành phẩm rồi xuất đi nó như thế nào đó quý vị ha. Đấy. Yeah. Đi vào đây chắc phải kiếm cái nón bảo hiểm đội chứ. Đỡ mà nó rớt trúng đầu một cái thì. Chà. Quý vị thấy vào vườn thấy đã không? Trời, đi vào vườn thấy hái sầu riêng thấy đã ha. Đấy. Đây, xe rùa phải đẩy ra này quý vị. Đó, phải đẩy xe rùa ra nha. Em ơi, em có khi nào mình phải đứng tranh tránh mấy cái trái này trên đầu không? Lỡ nó rớt trúng đầu sao? Hả? Không, nó không rớt Thành Nguyên, bởi vì này nó mới có 8 tuổi, 8 tuổi rưỡi thôi. À vậy đó ha. Tầm 10 tuổi là đi chín cây nó mới rớt. À vậy đó ha. Nó chín cây nó rớt là nó nhả ngang cái đĩa này nè Thành Nguyên. À. Nè nó có đĩa này nó nhả ngang là nó rớt rồi nha. Còn cái này là mình khách hàng người ta đặt mình cái độ tuổi thì ở đây là các từ 8 tuổi trở lên, đó nó chụp vậy đó. Ờ chụp vậy đó hả? Ôi giời. Có khi nào chụp nhầm trúng đầu không em? Không hả? Trời ơi, cái này mà trúng đầu chắc u đầu thế nào? Sao không Thành Nguyên? Bị dị cưng nó từ gai một, nếu nó dập gai là bị lợi. À, dạ, dạ, dạ. Không để nó rớt xuống đất đâu á. Vâng. Thành Nguyên vô chụp thử coi. Thôi. Thấy sợ chết rồi. Thôi, sợ lắm. Đây nè, anh chị qua cây này nè, cây này của em mới đẹp quay đã luôn nè. À, cái cây này của anh hả? Đúng, nguyên vườn luôn à. Thôi, cứ mặc sức. Trời ơi, này, sầu riêng nè quý vị. Ai nói giúp em ạ? Anh ơi, sầu riêng. Anh Cát ơi kìa, hỏi kìa. Đừng quay em kìa. Anh Cát ơi, thấy giỡn rồi không? Anh ơi. Thôi, đừng quay em, quay kia kìa, thiệt luôn. Ở dưới quay cái hả? Không được. Để làm cái gì hả? Đừng đưa lên, không có câu lên. Quay đi em ơi. Quay đi. Tính ra anh này nói sao? Kệ anh. Nói mẹ cắt cơm 8 tuổi rồi nó nói cho đâu. Nói cắt cơm 8 tuổi xuất đi. Nghĩ làm gì? Trời, cái cây này sai trái luôn ha. Lên cho ông Nhật nói đại, ông Nhật. 8 tuổi cho lên. 8 tuổi lên rồi nói vậy. Quá trời sầu riêng này. Ai da, đã quá quý vị. Nghe mùi thơm mà. Đây là cái vườn này là 7 công nha quý vị nhá. Lát nữa đi vào cái vườn sâu trong kia rồi một mẫu mấy. Ôi chị, như vậy là 8 tuổi là như thế nào mà 10 tuổi là như thế nào? À, sầu riêng già nó mình sầu riêng già mà đủ đồ ngọt, đủ đồ béo á là nó từ 8 tuổi ăn lên đối với Thái Lan nha. Ừ. 8 tuổi là 8 năm đó hả? Không phải, cái tuổi cơm nó là cái đồ ngọt và đồ béo nó đạt. Ừ. Nó đạt giống nhưng mà 1 tuổi là được bao nhiêu thời gian thì mới gọi là 1 tuổi? À, trung bình cái thái này là nó khoảng cắt có độ bột, béo ngọt là cắt. Dạ ngon á. Đây là chuyên thợ cắt nè, thợ cắt của anh chị nè. Yeah. Là mấy thợ cắt này đi coi tuổi nè. Thứ nhất là mình coi cái cuốn này nó phù nè. Cuốn này nó phù nha. À. Cái cám này nó có nó đổ ra nè. À. Cái gai nó phải sẫm màu xuống nè. À. Gai nó nở nè, nở gai nè ha. Rồi. Như vậy thì cái chỉ của nó, cái này thì mình không có nhìn chỉ ha Ti. Khỏ nó vô dao nó bập là nó già, nó đủ tuổi. À, còn giờ khỏ mà nó cọc nó dội ngược ra cái âm thanh mình cảm giác giữa cái vỏ và cái muối nó chưa có bọng á, nó còn đặc á. Thường là mình sẽ lấy anh
Như vậy một lần mà mình mà thử cái trái này đó thì bây giờ mình lấy tay mình vỗ vỗ này đúng không? Không, lấy cái dao mà sao? Dao. Đó là vô dao đó. Dao dao là cái độ nó đủ độ tuổi đó. Vậy đó hả? Cho em mượn thử ấy coi. Chừng cái dao này nó có cứng giống như cái chán mình đó. Đó, nghe okay. Nghe biết gì không? Bây giờ, dễ đâu. Bây giờ lấy cái chán thử thử. Rồi. Phải kiểm tra từ trái đó, trên một cây có thể là có trái mình cắt được và có trái mình phải neo lại. Mình có tay không? Mình sẽ nhìn vào cái cuốn này nó phù nè. Cuốn này nó phù, cái cám này nó rớt nè. Vậy cám hả? Này nó rớt nè, như cái này là chưa nè. Chưa nè, nó còn rồi. Dính nè. Mình rồi kèm theo cái mình coi cái màu gai nó sẫm xuống chưa. Thứ hai là mình gõ nó vô dao là mình cắt. Là mình phân biệt được độ tuổi là nó vậy đó. Vậy đó ha. Với tùy theo cái đối tác khách hàng mình đặt bao nhiêu tuổi. Nhiều khi nó đặt 8 tuổi nó không lấy, nó lấy 6 tuổi, 6 tuổi rưỡi thì mình phải cắt non hơn tí xíu. Nó vậy đó. Riêng cái hàng Thái này mà để chín rụng là đa phần nó bị sườn. Vậy ha. Chín nó già quá là nó bị sơ, nó bị sườn, nó không ngon. 8 tuổi là phải đợi giống như là coi hết phim cô dâu 8 tuổi đó. Cắt cây lâu lắm, cắt từ cái mình lên kiểm tra từ trái một, thậm chí cái học này mình gõ mình nghe nó vậy nhưng mà không chính xác, mình phải gõ qua học khác. Mình phải đạt trái sầu riêng cắt xuống thì nó rất là nhiều tiền, chứ phải nó ít tiền. Nên ra mình phải đạt cho chuẩn, cái nước cắt xuống mà nó không đạt chuẩn là trái nó bị dạt ra, bị lội ra. Bị lội ra bán qua cái hàng kem hàng có mấy ngàn một kilo. Nó lỗ nhiều lắm. Thấy không, thấy thợ cắt không? Cực vậy đó, gõ bập bập vô dao là cắt. Rồi bây giờ chị Tiên cho Thành Nguyên hỏi, như vậy là cái vườn này thường là mình mua, mình bao luôn này, đúng không? Nói chung nó cũng tùy theo vườn, nhưng mà riêng cái vườn này là mua mão. Còn nhiều vườn là người ta cắt xuống rồi, người ta cân ký theo cái thời vụ. Ví dụ giá hôm nay thế nào thì cắt xuống rồi phân loại ra thì cân ký thời điểm đó thì tính thôi. Dạ, có người thì người ta bán mão nguyên vườn, có người thì người ta bán khi còn bông, còn lá người ta bán cho mình trước luôn. Và có vườn thì bây giờ hiện tại theo thời giá hôm nay, ví dụ như 80.000 ký hàng xanh xuống như vậy thì cắt xuống là bỏ lên cân như tính như thôi. Tùy. Dạ, nhưng mà như chị là chị mua từ cái thời điểm mà hoa nó ra hay là... Tiên thì kiểu gì Tiên cũng mua hết á. Già mới mua. Như cái vườn này là gần già mua cũng có nè. Còn Tiên thì bên công ty Tiên thì có nhiều cái miếng vườn là Tiên mua cả khi còn cây nó chưa ra bông luôn. Mình cho kỹ thuật mình vô mình xử lý đang mình ra bông mình thu hoạch luôn. Nó cũng tùy nhu cầu của nhà vườn người ta muốn bán như thế nào á. Nhưng cái vườn này là mình mua khi già. Vâng. Già làm vô mình mua. Mùa trước khoảng 5-7 ngày cái đầu mình coi nó đủ tuổi cái mà mình cắt. Nói chung nó cũng đa dạng lắm. Miễn làm sao mình có cái nguồn hàng để mình cung ứng cho khách. Hay ha. Nhưng mà cầu trồng để có được trái cây sầu riêng trái như vậy cực lắm á, thanh niên cực lắm. Nghe bảo một cây này cái công chăm sóc nó cũng cao lắm. Bởi vì sầu riêng nó giống như con nhà giàu mà cưng lắm. Lo từ ly từ tí, mỗi sáng đi ra phải nhìn từ nhánh từ cây coi cái nào nó bị xì mũ là mình phải trị nó. Như đỏ đỏ đó nó bị xì mũ đó. Cũng như cái cây bên này đó ha. Đúng rồi, mình không trị là nó sẽ bị chết. Mà một cây sầu riêng như thế này là khoảng 10 năm nha. Khoảng 10 năm tuổi nó mới có được thu hoạch như thế này. Như vậy là cái công sức mà mình bỏ ra phải chờ tới một thời gian dài mình mới có thu nhập được. Nói chung qua khoảng tầm 4-5 năm là mình có thu hoạch trái chiến rồi. Nhưng mà trái chiến thì trái nó không được đẹp như vậy. Trái nó eo eo mà vỏ nó dày lắm. Vỏ nó dày lắm, nó xấu lắm. Cây này là nó dạng là cây nó mang cho năng suất tốt rồi. Và cái vườn này là chuyên sầu thái không hả chị ha? Cái này thái không à? Thái không. Này thái không có ri. Bữa nay bên Tiên về cắt cái vườn này là vườn Thái Lan. Đây thợ cắt đang cắt. Hôm nay cái này mình xuất đi Nhật ha. Nhiều lắm, vườn này tới 10 tấn đó mọi người. 10 tấn. Đây, thợ cắt đang cắt đây. Cây này mình cắt để coi. Bẻ cái này mình cắt là dao mấy rồi? Là dao 2. Dao 2 phải không? Rồi cái này còn lại số này dao sao chắc hết phải không? Thì cắt hơn phân nửa rồi. Dao 2. Thủ tiếng luôn, chị mượn cái đó. Chị ơi.
Giao hai với lại nghĩa là sao? Giao hai tất nhiên là một cây sầu riêng nó có thể là nó ra bông nhiều đợt. Em thấy cái cây nó bị bệnh nó bệnh á. À, em thấy cây bị bệnh không, nó đâu có rêu đâu, thấy chưa? Cái bị bệnh nó bệnh nó không rêu. Đó. Đỏ đỏ. Ừ. Ta đang làm thuốc đó. Đúng rồi. Ta đang trị. Đừng chêm, trái đã vô tuổi rồi, chêm nó uổng lắm. Vô chưa? À, kính thưa quý vị thân mến, đó thì cái khu vườn mà Thành Nguyên và chị Tiên cùng với ekip đang quay để mà sắp tới đây để chạy quảng cáo cho chị Tiên đó quý vị, thì Thành Nguyên cũng đã cập nhật cho quý vị xem rồi. Thì bây giờ chị Tiên sẽ dẫn Thành Nguyên đi về kho đúng không chị? À, đi về kho. Về kho về cái điểm tập kết hàng hóa của mình. Tập kết hàng hóa đó. Như chị nói đó quý vị, là những cái khu vườn này là chị đã đặt trụ nhà vườn hết rồi. Và cứ đến tuổi là cứ đến cắt thôi đúng không? Đúng rồi. Đến tuổi đến cắt rồi sau này sẽ tập kết đi về kho. Để từ kho rồi mới chuyển về công ty, rồi lúc đó mình mới bóc tách ra thành phẩm. Mình đi về cái điểm tập kết xong mình mới phân loại. Phân loại. Cái loại nào mà xuất đi nguyên trái thì mình để riêng. Và cái loại nào mà đưa vô bóc tách muối đi hàng muối đông thì để riêng. Và cái loại nào mình xử lý qua cái hàng sấy để mà đóng gói xuất khẩu đi là riêng nữa. Nó còn nhiều công đoạn lắm. Đúng rồi. Đây là chỉ là công đoạn ở vườn mình thu hoạch tại vườn để mình ra cái sản phẩm cho mình thôi. Đó. Mọi người cứ thắc mắc rằng là cái công ty của chị Tiên nó sao mà có nhiều cái chi nhánh như vậy, bởi vì là một nơi á không thể chứa hết được cái lô sầu riêng này, quý vị, nhiều lắm. Đúng rồi. Đấy, cho nên là ở Sài Gòn là chỉ có tới 7 chi nhánh đấy. 7 chi nhánh, ở đây mình có 3 điểm nữa. 3 điểm là thành 10 hả? Dạ 10. Ôi trời. Bởi vì đây 3 điểm là như thế này, một điểm tập kết, một điểm tập kết của cái vùng đất liền bên đây. Và còn đất cồn bên kia phải một điểm tập kết bên đất cồn nữa, vì nó cách sông đó. Thì nhiều khi vận chuyển mình phải vận chuyển bằng ghe chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng phải là xe cộ hết. Nên mình ra một điểm là tập kết chuyên chở bằng tàu ghe, một điểm tập kết bằng xe. Còn mà cái kho mình, tổng kho thì của mình là bên bốc tách muối, hàng muối đó. Còn một cái xưởng mà để sản xuất cái hàng sấy khô để đóng gói đi là riêng nữa. Là riêng nữa. Dạ là riêng nữa. Thì nói chung nó cũng nhiều cái công đoạn lắm. Mà bên mình thì sầu riêng mình xuất khẩu là nó đa dạng. Nó đa dạng. Rồi ok, vậy thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên và chị Tiên, chúng ta sẽ đi về kho, rồi chúng ta sẽ xem cái tình hình của công ty hoạt động như thế nào nhé quý vị nhá. Mời quý vị. Đấy, rồi, okay. Tiên mời mọi người đi theo hành trình để đi về kho nhé. Rồi, đây nha quý vị nha. Trái cây sau khi mà được hái xong từ vườn ra đó thì sẽ tập kết tại đây. Dạ, chào anh. Dạ. Đó, sẽ tập kết tại đây và cân ký lên rồi sẽ đưa ra kho ha quý vị ha. Với cái số sáng nay hái chừng này đó thì chừng khoảng tấn không anh? Người tấn không? Khoảng 3 tấn ạ. 3 tấn đây hả? Được ha. Tính ra một còn đang cắt trong vườn đang tải ra nữa. Nhìn có mấy trái này mà tới 3 tấn lần hả? Không, còn hết vườn luôn á. Hết vườn đúng không? Hết vườn Dạ, để mình đi á. Vậy đó ha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, hiện tại Thành Nguyên đang đứng trước cái kho của công ty chị Thủy Tiên đây quý vị. Ngoài một cái kho đây là đang có một cái kho ở bên tay trái bên kia đấy nha quý vị nha, rất là rộng luôn. Tới là bóc tách ở đây là vận chuyển qua kho bên kia, bên đây là đầy kho rồi, bên đây công đầy hết rồi. Chưa nhiều, hàng nó vừa làm xong hết rồi đó. Đúng rồi, chủ yếu là quay cái hàng muối bên trong kho để chị kêu nó mở kho quay hàng muối bên trong kho. Công này hiện tại đầy rồi, hai công này đầy hết rồi. Đâu cái kho là chỗ nào chị? Đấy, kho đông nè. Mở qua bên đây luôn không chị? Chị mở bên kia kìa. Bên trong nó có đèn không? Không, trong không có đèn. Để em ráp đèn lên. Khói không à, khói hơi lạnh không à. Ok, vậy em ráp đèn. Rồi đi qua bên đây kìa. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt kho kiểm trang của thị trường Việt Tiên đây quý vị. Hiện tại là có hai công rất là lớn đây là quý vị. Một công như vậy là 40 tấn nước quý vị nha. Là thành phẩm nha. Rất là bự luôn. Đây là cái kho này là hai cái công này là đầy rồi đúng không chị? Đầy rồi, bắt đầu phải cho công ngoài trời bên kia. Hai công là đã đầy, số lượng đầy rồi. Một công như vậy là... Một công như vậy là 40 tấn. Công này công đôi. Thành Nguyên thấy cái công này chắc cũng dài khoảng 15 mét Dài 15 mét công lớn
cứ múi 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 như bữa Thành Nguyên thấy đó ha, là mình xếp vô mấy cái khay này nè, xong mình đưa vô cái mình phân loại xong mình cho vô công. Đợi xíu đi, đợi xíu thì mấy đứa nó làm này xong mình kêu nó mở kho. Bị mở bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái công này để chúng ta xem thành phẩm trong như thế nào nha quý vị nha. Đó, cái thùng gì đó Thành Nguyên. Đóng thùng hết rồi ha. Đóng thùng hết. Muốn cho đây nằm luôn. Cưng cắt cái cơm a ra cho chị cái. Cắt cái cơm a ra. Vô đây không nổi đâu, lạnh dữ lắm. Lấy ra ngoài đúng không? Không, cứ để đây cũng được. Cắt cho chị coi, chị lấy cái một công. Đó, một công gì đó. Nếu mà vậy, bắt nhờ nước mép vô đây. Nước mép quay. Chủ yếu quay cái muối sầu riêng thôi. Dạ. Quá trời mát luôn chứ kìa. Cái chuyện nó mở cam quá. Mở cam á. Tiên khoảng chừng 3 công gì là tiên đủ số lượng sức này. Vâng. Như vậy là khi mà đi là đi nguyên cả cái công này luôn, người ta đưa nổi cái công này lên luôn đó. À không, nó cũng tùy, ví dụ cái này hay là sẽ bốc ra, bốc ra. Vận chuyển ra rồi mình xuống tàu. À đi tàu, đi tàu lạnh á, đi tàu lạnh xuống tàu, đi đường biển á. Dạ dạ. Từ từ có những dính bốc. Đó là cơm A đó, cơm A như bữa. Là cơm A. Đúng rồi ạ. Lấy tay cầm mình lấy, Ra chị đứng nó có hỏi nói vậy. Đúng rồi, cái mũi bì trời bá luôn. Pha từ từ đi. Chè để em bốc mũi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ quay cái công này cho quý vị thấy là nó dài như thế nào này. Đó. Cái công này nó dài tới khoảng 15 mét có đó quý vị ạ. Rồi tạm thời che cái nắp là để em quay lại dính như chị nói mà còn dính cái phần đơm nát đó. Quá trời dài. Rồi chúng ta đã đến điểm tập kết trái cây. Đây sầu riêng đây quý vị. Hôm nay thôi vào đây nghe mùi sầu riêng thơm quá trời thơm. Đây, ở đây một cái mới mang về. Cắm trước có cái đồ phun cắm trước hay quay cẩn thận đi để nó không tập trung vô trái sầu riêng bây giờ. Trồng trái. Trái anh ăn giang lại lấy trên cái được rồi. Rồi mọi người thấy sầu riêng ngon không? Đấy. Đây là chín cây. À, ôi giời ơi. Không phun thuốc gì hết. Ừ. Nhưng mà cái hạt này nó hơi ấy ha. Cái này do trái trứng cây này nó nhỏ đó. À. Cái này là giống gì quá đẹp ngon này. Rồi bây giờ mình thử được không? Thoải mái. Thử ha. Đây. Tiết mục hay nhất trong ngày. Đây bây giờ ai thử đây. Mọi người thử. Mời cả nhà. Cái lô hàng sáng nay tập kết chắc là chưa đi về đến đây hả chị? À, mới được có một xe này thế ha. Cái đó là sầu riêng gì chị? Cái này là sầu riêng. Sầu riêng hả? Ừ. Rồi cô Tiên cầm lên quảng cáo ấy coi. Rồi. Rồi sầu riêng cô Tiên. Cái này nó chín tự nhiên mới được ngon vậy. Ừ. Cái cùi bên trong nó vẫn rơm rơm nè, nó vẫn trắng nha. Mình không có xử lý hóa chất làm chín. Dạ. Đó. Ai thấy sầu riêng cô Tiên ngon á thì ủng hộ nhá. Tiên mời cả nhà luôn đi. Cái này thì đây cho Thành Nguyên quất cái miếng xíu xíu này thôi. Rồi nếm thử rồi bắt được cảm nghĩ anh. Sầu riêng đầu tiên rồi quý vị. Ngon không? Ngon không? Ăn là thấy tiên luôn á. Chị, ngon không? Ờ. Được không?
muốn thấy tiên hãy ăn sầu riêng cô tiên. Vô hề luôn. Vô hề luôn nè. Không nên kìm hãm cái sự sung sướng nó lại. Ngon. Sao cười? Cái này là không phải rồi hả? À, cái này là không phải rồi. Nhỏ 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 thôi mà rất là thơm, rất là ngon quý vị. Tôi thích đi review vườn trái cây đồ này kia kia nọ đó quý vị, để lâu lâu mình có trái gì ngon sạch mình được ăn. Chứ bây giờ đi ra ngoài chợ sợ quá quý vị, ra ngoài đó bây giờ toàn là thuốc trừ sâu, thuốc chuột, thuốc tăng trưởng, thuốc tránh thai, nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Cùi ra ăn hết này chị, ăn hết đi. Em đã rồi, đã rồi. Làm em, nếu quay qua lại hết á. Không, mà đi này. Chính này nhỏ với lớn hồi nãy anh ăn cái nào ngon hơn? Cái nãy cái lớn cũng vậy hả? Thật sự á, có một số thứ á, nhỏ thì nó mới ngon, bự quá nó không ngon. Như trái này nè quý vị, bé bé thôi nhưng mà nó ngon. Có nhiều cái nó bự quá không ngon. To quá đúng không? Nó to quá. Đây nè quý vị, đầu riêng cô Tiên nha. Nói chung là tụi em thích đi review vườn cái trái cây lắm quý vị. Không phải vì ăn đâu, tụi em mập rồi, nhưng mà không phải vì ăn đâu, cho ăn muối ơi. Nhưng mà không phải vì ăn đâu quý vị. Không phải vì ăn đâu. Để sau này cho nó mọc cây. Không phải vì ăn đâu nha quý vị. Đi review vườn trái cây không phải vì ăn đâu, tụi em mập lắm rồi. Nhưng mà phải nếm thử thôi, nếm thử thôi. Có cà phê vô, thằng Nguyên có cà phê vô hay là tụi mình đi ăn? Dạ, dạ, dạ đi ăn đi. Dạ, dạ. Nói như Điền Nguyễn nói đó quý vị, mình không phải ham ăn uống đâu. Đúng rồi. Chỉ quan trọng ba miếng trong mồm thôi quý vị. Chứ ăn uống quan trọng gì đúng không em? Đây, qua đây anh hỏi cảm giác cái coi, ngon không? Ngon ạ. Ngon hả? Ngon. Thơm, ngọt thơm. Vừa. Không bị nhão, ăn không có ngán. Đặc biệt là không tốn tiền. Cái đó. Nghĩ sao mà lấy cái giày đỡ cái mũ sầu riêng quý vị. Bây giờ giày dơ luôn này. Cái vị này nó ngọt vừa phải quý vị. Đây là cái lúc nãy nói đây là sáu ri hay là thái ri ta? Đây là thái ta. Sáu ri gì vậy? Sáu ri hả? Cái này sáu ri phải không? Hỏi về chị đó kìa. Sáu ri đúng không chị? Sáu ri. Ngon, thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt là không có mất tiền. Kính thưa quý vị thấy đó, anh Nguyên đang review trong đây, mà cái chị kia mà chỉ ăn sầu riêng mà chỉ đi không nổi luôn. Quý vị thấy không, ngồi không luôn, không đi nổi, ăn ngon quá ngon. Nó cứ dí theo tiền, nó quay luôn. Bên này là mình bán lẻ hay sao mà vỏ nhiều vậy? Bóc tách á. À mình bóc tách. À bóc tách đó ha. Dạ. Bóc tách nó nằm bóc lâu hồi nãy rồi. Ừ. Có đông hoặc là qua công ty. Quý vị có muốn ăn không? Lấy con trái đi quý vị. Đó. Dạ. Vàng ôm nha quý vị. Vậy ăn đi em, ăn đi. Như sao sầu riêng rất mà lấy giày nè. Giờ gàng hay không gì cũng vô bụng ha. Nhưng mà đặc biệt là ngon mà ha. Ngon. Ok. Rồi ok chưa? Ok. Giờ đi ăn cái đi. Nguyên trốn đâu rồi? Anh cho anh đỡ nguyên trái kia luôn rồi. Đây còn cái này nè. Ồ vậy là cho. Cái này là để có thể 1 2 ngày nó ăn được. Quay nó nhảy nhả là. Trái này là ngày mai ăn được, cái này là mốt ăn được. Vậy là hôm nay có 2 trái sầu riêng của cô Tiên.
Cái này trái sầu riêng của cô Tiên, quý vị. Đấy, thơm. Bây giờ mình cái này là cái sầu riêng chuồng bò này giống chuồng bò nổi tiếng, mà cái này là có thể là cái chừng nào nó thơm thì nó vui nha. Rồi vậy đó hả? Rồi bây giờ lập luôn cái này về, giống chuồng bò ngon lắm, nó khác cái giống này ha. Rồi cầm luôn hả? Rồi cầm luôn về đi. Có trái nào chuồng trâu không cho Điền Nguyễn trái coi. Đây rồi chiều chiều ghé lên cơ sở chị trên kia cái nữa là có hàng nhiều tiền luôn. Ok. Rồi. Để em cầm cho. Cầm luôn được không? Cầm được. Rồi. Ghê luôn vậy đó. Cái này là sầu riêng, là ngoài cái sầu riêng không có cái gì khác ngoài cái sầu riêng hết. Sầu riêng này gọi là giống gì chị? Chuồng bò. Sao lại chuồng bò? Tại vì xuất xứ trái đầu tiên của nó mọc ngay cái chuồng bò, ngon quá người ta mới đặt cái gì đặt sầu riêng chuồng bò. Sầu vậy là dạng lắm, vậy là nó lấy chất của con bò. Cho nên mới gọi là sầu riêng chuồng bò quý vị. Thay vì mình dùng phân này phân kia mình ổ này giờ mình sẽ phân bò. Đó. Đây phân bò. Nó cũng phân hữu cơ mà đúng không? Đúng rồi. Tốt mà. Đi bây giờ là đi.